200.000 đồng, gia đình ông Tiến Trượng 500.000 đồng, gia đình ông Đức Hậu 300.000 đồng, gia đình ông Đại Thoa Quảng Ninh 500.000 đồng, gia đình ông Đại Thoa 500.000 đồng, gia đình ông Trung Minh 200.000 đồng. Mặt chưa? Anh bảo đúng chưa? Ông 200.000 đồng. Sau khi trận thi đấu Dương Nghiêm Xá 200.000 đồng. Gia đình ông Nghĩa Hạnh thi đấu ở sân số 2. Anh gọi Hải xuống. Gia đình ông Hải Hạnh 200.000 đồng. Gia đình ông Tỉnh Quế 200.000 đồng. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn các gia đình đã đồng hành với giải đấu. Xin chân thành cảm ơn. Vâng. Thế mà sáng hôm qua ông ở nhà không bảo ông ấy cho luôn. Vâng, một pha đá bóng rất nhưng tiếc bóng đi sân. Điểm vừa rồi cho đội đoàn kết 20-11. Rất tuyệt vời. Một pha bóng đập trầm nhú rất nhanh của Văn Tiến đã đem lại điểm số thứ 12 cho đội của mình. 12-20. Bóng vừa rồi chúng tôi vừa nhận được một cái giải của ủng hộ cho giải đấu ngày hôm nay của gia đình ông Giao Hoa ủng hộ cho giải với số tiền là 200.000 đồng. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình ông Giao Hoa và chúc gia đình ông luôn luôn mạnh khỏe. Vâng, đây là hàng trắng của đội tuyển Thăng Long đã hóa giải được pha đập bóng của Nguyễn Thắng của đội đoàn kết. Điểm số này đạt 15-20. Được rút ngắn chỉ còn 5 điểm số mà thôi. Điểm số lúc này chưa biết nước chảy về đâu. Đâm ra thì thế là tất cả hai đội chúng ta sẽ phải hết sức tự tính tự tin để giành giật điểm số cho đội của mình. Thì trận đấu này là rất quan trọng cho cả hai đội của chúng ta. Một về hai bàn. Điểm số Quảng Ninh 23-17. Vì thế mà hai đội chúng ta phải rất là chắc chắn trong trận đấu này. Đấy là Tùng Lâm. Vâng. Lâu thì đã hết sức bài, hai đội tiếp tục quay trở lại sân. Điểm số lúc này vẫn đang hoàn thành nhưng đội đoàn kết 24-17. Lại là một pha chắn bóng thành công giữa Đức Chu Long và Đức Anh. Rất là tuyệt vời. Đổi điểm cho đội Thăng Long 16-20. Bên cạnh tôi là bình luận viên Hoàng Gà. Đến từ Tiên Du. Rất đáng khen cho một pha bóng đập tay quay của Tuấn Anh tặng ngay cho đội đoàn kết 21-16. Một pha rất khó nhưng mà Tuấn Anh thực hiện rất là tốt trong pha bóng đó. Rất là đáng khen cho một pha bóng rất khó mà thành có điểm. Một pha nhỡ nhịp của Chu Long với chuyền hay chưa hiểu gì nhau. Một pha bỏ bóng của Đức Anh vẫn chưa có điểm. Tuấn Anh. Vâng, lại là Tuấn Anh. Vẫn là lại là một pha bóng đập tay quay tặng ngay cho đội đoàn kết 22-16. Vậy là điểm số được gia tăng là 6 điểm rồi. Vòng này là vòng 1-8 loại trực tiếp, được là các đội chúng ta rất là phải chắc chắn. Vâng, một pha đập bóng của Chu Long bật tay chắn của đội đoàn kết ra ngoài. Điểm có điểm cho đội Thăng Long 17-22. Sau trận đấu này là trận thi đấu tiếp theo trên sân số 1 là giữa các cầu thủ máy tính Khôi Nguyên. Vâng, xin mời tất cả các vận động viên ở hạch tập Thăng Long tạm lui lại một chút được không ạ? Cùng có Đức Phong, Mai Anh Chiến, Lưu Quốc Thông báo lại cho tất cả các vận động viên của hai đội được biết này. Tất cả các pha bóng đó chúng ta cứ để cho trọng tài làm việc. Chúng bảo vệ tất cả các vận động viên ở đằng sau của đội Thăng Long chúng ta lùi lại một chút được không? Chỉ còn hai điểm cách biệt thôi. Tất cả các vận động viên chúng ta lùi lại một chút để cho các vận động viên chúng ta cứ bỏ vào không đáng để mất ạ. Câu trả lời của Tùng Lâm. Điểm cho em Quảng Ninh 26-23. Vâng,
lại là một pha đánh bóng dọc tiên của Tuấn Anh đã đem lại điểm thứ 23 cho đội của mình. 23-18. Bây giờ thì là những quả rất là xinh xinh. Ông bầu cực đúng là Long Nhật là luôn nóng, đôn đốc các cầu thủ chúng ta cố gắng duy trì điểm số. Đó là một câu trả lời quan trọng cho đội của mình. Đồng Kỵ điểm cho Đồng Kỵ 24-26 rồi, rất cách biệt là hai điểm số. Trọng tài đã bắt đầu lên bóng điểm cho đội trong sân nào. 19-23. Xích tuyệt vời, một pha bay người đập bóng bàn tay trắng. 24-19. Chúng nó có thể làm gì đây? Rất hay. Sao từng điểm số này đáng tiếc, một pha bóng ăn miếng dư lực nhưng không chạm tay trắng. Điểm cho đội đoàn kết 25-19. Không có anh bình luận em số cục view quá. Cái này anh ấy cháu gì từ đây này. Đây nó lại mất. Không mất nó không được. Vâng, đây là đội hàng trắng đã được hóa giải của Chu Năm rồi. Đội của điểm chậm ở đội đoàn kết 26-19. Ngọc Lôi và Nghiêm Sáng. Nghiêm Sáng bên kia. Vâng, Tuấn Anh chắn đơn rất là tốt. Mặc dù là công cho đội tuyển tăng 5. Điểm thứ 29 cho anh em Quảng Linh rồi. Công rất là uy lực. Có lẽ là Quảng Linh sẽ giành được chiến thắng ở... Điểm số lúc này đang tạm thời của đội tuyển đoàn kết 27-19. Sau khi đã để một chuỗi dứt điểm của đội đoàn kết đội Thăng Long, chúng ta đã đấu loại trực tiếp của hội ý chiến thuật. Không biết là lần hội ý này có đem lại điểm số quan trọng cho đội Thăng Long hay không? Vâng, các cầu thủ Đồng Kỵ thì sẽ phải trở về với con đường cũ thôi. Lại phải đi qua cầu chui của Lim rồi. Tắt máy đi, ghi lại tiếp. Vâng, giờ hội ý đấy xin mời hai đội ta tiếp tục quay trở lại sân. Điểm số lúc này thời nghiêng về đội tuyển đoàn kết 27-19. 26-30 rồi. Liệu có một game bẻ boy hay không? 30 chưa phải là Tết. Bước một rất tốt. Ai đây? Sức đáng tiếc, một pha đập bóng dữ lực nhưng lại ngoài sân. Đội với điểm chờ đội đoàn kết Long Nhật Trăng. 8-19. Điểm cho Đồng Kỵ 27-30. Vâng, như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 31-27 cho anh em Quảng Linh. Không có vấn đề gì cả. Như vậy đội anh em Quảng Linh sẽ vào vòng 18. Không có gì sai, chỉ còn 8 điểm số nữa mà thôi. Còn nước thì còn tát.